Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày 14 tháng 12 năm 2021. Và trong clip này thì tôi muốn chia sẻ với các bác một câu chuyện nó rất là thú vị, nó rất là hay. Và phải nói rằng nó là một cái bài học mà chúng ta nhìn nhận qua cái drama vừa rồi. Mời các bác hãy xem một đoạn clip trên báo Thanh Niên. Tự nhiên nó đen kịt này các bác nhỉ? Hay thế chứ. Đây rồi, xin mời các bác. Có lẽ nhiều người sẽ không nhận ra bị cáo Võ Thùy Linh nếu dựa vào hình ảnh 2 năm về trước. Nữ bị cáo có vai trò chủ mưu trong vụ án sát hại Mai Văn Quân, còn gọi là Quân xa lộ, gây ốm hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra vụ án. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Thùy Linh 30 tuổi, cựu du học sinh Úc, kinh doanh tự do, Hồ Thanh Phương 35 tuổi và 10 bị cáo khác về tội giết người. Các bị cáo bị truy tố vì truy sát Mai Văn Quân có biệt danh Quân Khùng hay Quân xa lộ, một giang hồ có số má tại khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức và tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 11 năm 2019. Tại phần thủ tục phiên tòa, Võ Thùy Linh đề nghị hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe đã giảm sút nhiều sau khi bị nhiễm COVID-19. Luật sư của bị cáo cũng cho biết thân chủ đã sụt gần 50 kg so với ngày bị bắt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo tiếp tục làm việc cho phép Linh được ngồi trong quá trình xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16 tháng 12. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà 100 tỷ đồng tại quận Nhất giữa một phụ nữ tên Thuyết và bà Trần Ngọc Thủy, bà Thuyết đã nhờ Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết. Ngày 4 tháng 11, Võ Thùy Linh đã đến gặp và yêu cầu bà Thủy gỡ các bài viết hình ảnh nói xấu bà Thuyết đã đăng trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Thủy không đồng ý và đuổi Linh về. Võ Thùy Linh cùng đồng phạm là Hồ Thanh Phương đã nhờ một đại ca giang hồ can thiệp nhưng chồng bà Thủy vẫn không chấp nhận. Quân xa lộ đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại câu chuyện. Sau đó các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi gây chiến, thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Khuya 4 tháng 11 năm 2019, nhóm của Võ Thùy Linh là Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương cùng 5 người, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, tập hợp tại ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Võ Thùy Linh chỉ đạo đến tìm quân xa lộ số 28 đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Lý Văn Tư nói thêm rằng nếu có chết cũng không có chuyện gì. Sau khi nghe Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư chỉ đạo, cả nhóm gọi thêm người cầm hung khí đến tìm quân xa lộ. Khi thấy quân xa lộ đang đứng, nhóm này liền xông vào đuổi đánh, chém. Quân xa lộ được đưa đi cấp cứu và tử vong ngày 7 tháng 11 năm 2019. Sau khi chém quân xa lộ, Võ Thùy Linh đã tổ chức xe cho cả nhóm xuống Vũng Tàu ăn chơi và chia nhau bỏ trốn. Võ Thùy Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Quá trình điều tra, Võ Thùy Linh không thừa nhận việc nhờ gọi người tới chém quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, căn cứ lời khai của các bị can khác cùng chứng cứ có trong hồ sơ thì đã đủ căn cứ xác định Võ Thùy Linh có hành vi phạm tội. Trong vụ án sát hại quân xa lộ, Lý Văn Tư và Nguyễn Thanh Tiền đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau. Các bác thấy hay không? Chúng ta có cổ súy một xã hội, một đất nước mà có một cái cách hành xử vô pháp, vô thiên như thế không? Xin hỏi và chia sẻ với các bác như vậy. Ở trong vụ án này có rất nhiều trẻ vị thành niên đã theo những cái người, ví dụ như là cái cô bé kia chỉ có rơi vào cỡ Võ Thùy Linh ấy, chỉ có 30 tuổi thôi. 30 tuổi nhưng mà muốn làm một Dung Hà. Cũng đã nổi cộm cán ở từ bên Úc rồi, sau đó về Việt Nam định gây dựng thị trường. Mà thị trường ở đây ấy, thì xin báo cáo với các bác rằng là cái thị trường gọi là mạt hạ, rẻ rách của xã hội. Và báo cáo với các bác là nếu như ở cách đây thời kỳ 10 năm và cách đây thì có thể là thành công đấy. Nhưng bây giờ thời kỳ này thì làm sao mà thành công được. Thế cho nên cái việc mà sát hại quân xa lộ cũng là một anh hùng, cũng gọi là anh hùng cộm cán. Thì cũng là như kiểu là ma quỷ tố nhau, thôi thì chúng nó tiệt nhau cũng được, đúng không? Kẻ thì đã chết và kẻ thì đi tù, chia sẻ các bác như vậy. Trong câu chuyện này chúng ta thì thấy rằng thế này. Tại sao tôi lại phải để kể cả anh Cam Long hay kể cả CEO Phương Hằng vào đây ấy, thì các bác thì thấy như thế này nhá. Cái trò mà gọi rằng là dọa nạt, thách đấu nhau trên mạng ấy, là cái trò giang hồ
đúng không? Bản thân Diêu Vương Hằng cũng đã dọa rất nhiều người. Tôi gặp ở đâu tôi đánh ở đó. Đó. Ngay cả những anh chàng như là Cam Long, đúng không? Các bác có thể thấy, cũng dọa, gặp mày đâu tôi đánh ở đó. Thế tôi đi đầy ngoài đường ấy. Một ngày tôi đi phải cỡ tầm 50 km mà tôi đâu có gặp anh ta ở đâu đâu. Chiều nào, sáng nào cũng dắt chó đi dạo ở dưới. Cho nên ấy, giang hồ là giang hồ mõm thôi, nhưng nó truyền bá một cái thứ văn hóa bên dưới. Và các bác có thể thấy rằng là người ta, những người mà trẻ vị thành niên ấy, thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, thích đọc truyện giang hồ, thích làm anh hùng, thích làm nọ kia, thích đè nén người khác bằng sức mạnh, chứ không phải là làm giàu chính đáng bằng cái khối bàn tay, khối óc của mình. Chỉ thích luồn cúi, chỉ biết gọi rằng là làm dân anh chị thôi. Thế cho nên các bác có thể tưởng tượng rằng là tại sao tôi lại phản đối cái drama này như vậy. Bởi vì nó truyền bá những cái thứ văn hóa, những cái thứ tư tưởng phải nói rằng kinh khủng. Chửi bậy, chửi tục, dọa nạt nhau, đánh đấm nhau, trời ơi. Đó. Rồi thậm chí là như CEO Phương Hằng dọa là đánh chảy máu mặt, phun máu đầu. Rồi thậm chí là nôi cả pháp luật ra rằng nếu giám định mà dưới 10% thì tao chẳng bị làm sao hết. Kinh khủng. Kinh khủng. Có ai mong muốn một xã hội như vậy không? Các bác hãy giúp tôi comment xem rằng là có ai mong muốn một xã hội như vậy, một nền văn hóa như vậy. Không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước ở trên thế giới, có nước nào cổ suý những hành vi như thế, có nước nào ủng hộ những hành vi như thế. Và chúng ta có thể thấy rằng là những cái trường hợp này chúng ta phải đấu tranh để mà loại trừ những cái xấu ra khỏi xã hội. Bởi vì tôi chỉ xin chia sẻ các bác đôi điều. Xã hội đen thì lúc nào nó cũng có ở khắp nơi. Xã hội nào nghĩa là bất cứ khi loài người hình thành thì người ta cũng sản sinh ra một cái xã hội, nó gọi là xã hội đen. Và những con người này, những con người mà ham chơi, lười làm, muốn giàu nhanh, cho nên ấy, họ làm giàu bằng những cái thứ bất chính của xã hội. Ví dụ như là bảo kê, ví dụ như là buôn bán hàng cấm, ví dụ như là chấn lột, ví dụ như là đe dọa đánh người hay là gì đó để đòi nợ thuê, vân vân. Tất cả những cái hành vi này các bác có thể thấy rằng là nó cũng có một cái sự ảnh hưởng. Bởi vì là khi mà gặp pháp luật ấy không được thực thi một cách đúng cách, đúng cán cân công lý như là ở cái bức hình nền tôi đang để ở đây, thì lập tức có rất nhiều người sẽ nhờ tới xã hội đen để làm cái việc này. Có thể có những câu chuyện ấy, họ đúng, nhưng mà pháp luật thực tế lại không bảo vệ họ theo đúng cái chân lý đó. Mà một số người ấy, cái này phải hỏi rằng là Chánh án Nguyễn Hòa Bình để xem rằng là có việc đó hay không, và cơ quan điều tra bên công an có điều đó hay không. Thì lúc đấy cái sự phát triển rộng rãi của xã hội đen hay là rộng rãi của cái việc mà cho vay nặng lãi vân vân, thì các bác thể thấy là có cái sự nào đó ở đây hay không. Đó. Phát triển được là nhờ những lực lượng kia gần như là có một cái gì đấy nó rất khó nói, để từ đó nó tạo ra cơ chế để mà cái đội mà xã hội đen này phát triển. Và các bác ạ, tôi cũng mong muốn thế này này. Trong cuộc sống ấy, thì chúng ta nhìn những con người như thế, tôi nhiều khi tôi nhìn ấy, tôi cũng cảm thấy rằng là có một cái đôi chút gì đấy nó thương hại họ. Bởi vì họ có một cái gì đấy mà nó rất khác với người khác. Đó. Anh em tình nghĩa giang hồ vân vân. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta nhìn qua so sánh hai cái thời kỳ. Tại sao bây giờ rất nhiều người cho vay lãi ở cái thời kỳ này của bác Tổng Bí thư Phú Trọng khi mà làm rắn lên ấy, thì nó bị giảm xuống dần. Còn ngày trước thì cho vay nặng lãi vân vân thì rất nhiều lần. Chúng ta so sánh cái thời kỳ 10 năm đã qua và thời kỳ bây giờ chúng ta thấy rất khác. Đúng không? Rồi chúng ta có thể thấy rằng là tôi lấy ví dụ như là rất nhiều người cho vay nặng lãi hay là những người như là Mười Tường, ví dụ như là Thiện Soi, ví dụ như là cái vị đại gia ở Đà Nẵng chuyên cho vay lãi đấy, bây giờ cũng đã bị bắt vào sổ khám. Rất nhiều người cho vay lãi khác thì cũng đã không còn đất sống. Và đặc biệt hơn các bác tưởng tượng, các bác tưởng tượng rằng những cái đường dây lô đề rồi cờ bạc cá độ và thứ nữa bị bóc trần ra, và chắc chắn rằng nó có cái sự bảo kê của giai đoạn trước hay không. Đó. Và bây giờ cái đường dây này phá kỷ lục của đường dây trước, và thế rằng là
của cả một quãng thời gian, chúng ta thấy rằng hình như cái quãng thời gian trước nó êm đềm không phải là bởi vì nó không có, mà là bởi vì nó đang được bao che, nó đang được một cái gì đấy nó chưa được bung ra. Thế cho nên bây giờ là cái xã hội nó dù sao nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng nó đang tiến triển tốt dần lên. Vì vậy những người như là Cam Long, những người siêu Phương Hằng, hay kể cả những ba sĩ quần quần con ấy, mà nhìn vào đó mà học tập, nhìn vào Võ Thùy Linh mà học tập. Dù sao thì các chị em chắc là nhìn Võ Thùy Linh thích lắm, bởi vì từ một cái người người béo như thế, đại ca giang hồ như thế, và bây giờ lại trở thành một cái người mà rất là mi nhon đẹp đẽ, hôm nay ra tòa nhìn khác hẳn ngày trước luôn. Ngày trước thì phải nói rằng như cái bà hàng thịt, rồi là các thứ chặt thế này, bây giờ thì thôi rồi, đẹp đẽ xinh xắn nhưng mà hot girl. Ai muốn giảm cân thì đấy cũng là một cái phương pháp nha, và tôi xin nói với các anh chị mà chuyên đề thách tôi ấy, dọa dẫm tôi ấy, nhìn vào đó mà học tập, đó. Cho nên đừng có kiểu chơi giang hồ mõm với nhau mệt lắm. Tôi đều chia sẻ các bác như vậy vào buổi chiều. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi tối tốt lành.